Thưa quý vị và các bạn, vào ngày 30 tháng 11 theo giờ địa phương, thì Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ cho biết là hai vaccine ngừa COVID-19 đầu tiên có thể đã sẵn có cho người dân nước này trước Giáng sinh sau khi Moderna thông báo đã nộp đơn cho cơ quan chức năng và xin phép sử dụng khẩn cấp. Bộ trưởng Y tế Mỹ Alex Aza dự báo vaccine COVID-19 của hãng Pfizer có thể được cấp phép và vận chuyển sau ngày 10 tháng 12, thời điểm các cố vấn của Cơ quan Quản lý Dược phẩm và Thực phẩm Mỹ FDA nhóm họp để đưa ra quyết định chính thức. Một tuần sau, vaccine của Moderna có thể tiếp nối sau khi hãng này hôm 30 tháng 11 cho hay đã nộp đơn xin cấp phép khẩn cấp tại Mỹ và châu Âu. Kết quả thử nghiệm cuối cùng cho thấy vaccine của Moderna có thể ngăn chặn hiệu quả COVID-19 đến 94,1%. Chúng ta có thể chứng kiến hai vaccine tiếp cận thị trường và một số người Mỹ sẽ được tiêm vaccine trước lễ Giáng sinh. Chính quyền liên bang sẽ chịu trách nhiệm vận chuyển vaccine và các thống đốc tiểu bang sẽ quyết định phân phối như thế nào. Moderna cũng có kế hoạch bắt đầu thử nghiệm vaccine này ở thanh thiếu niên trước cuối năm nay và sau đó là một thử nghiệm ở nhóm tình nguyện viên trẻ hơn nữa vào đầu năm 2021. Công ty Moderna hy vọng sẽ có vaccine ngừa COVID-19 cho thanh thiếu niên vào tháng 9 năm 2021. Thông tin lạc quan trên được công bố vào thời điểm nước Mỹ đã chạm đến cột mốc đầy ảm đạm với hơn 1 triệu ca COVID-19 mới mỗi tuần.